Xin chào các anh chị em, thì hôm nay chúng tôi đang bán một cái mẫu xe, nó gọi là Hyundai Santa Fe, phiên bản máy dầu, mà đây là bản full nhá, người ta gọi là full dầu. Nếu anh em kỹ thuật người ta gọi là full dầu, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, cái khu vực này thì là cái phần đằng trước nhìn trông rất là đẹp, bắt mắt bởi cái thiết kế đèn pha rất là tinh tế, cũng như là mặt ca lăng phía trước rất là lớn, với cái dạng thanh tản nhiệt mạ chrome 3 thanh và cụm đèn gầm. Các bạn có thể nhìn thấy cái mạ đèn gầm mà nhìn trông rất là sắc sảo. Xe biển Hà Nội, biển 30F. Xe này là xe đăng ký 2018, sản xuất 2018. Các bạn có thể thấy, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một vài những cái ví dụ cụ thể. Như đơn giản như này nhé, các bạn có thể thấy đây là cái phần lốp xe này. Lốp này vẫn còn nguyên bản cho xe các bạn nhé. Lốp nguyên bản theo xe đây. Xe sản xuất 2018. Đây, chúng tôi sẽ tìm cho các bạn đây. Đây, lốp thì sản xuất tuần thứ 50/2017. Xe này sản xuất đầu 2018 các bạn nhé. Đấy, lốp tuần thứ 50, thì cứ một năm thì có khoảng tầm 52 tuần thôi đúng không ạ? Thì sau khi sản xuất lốp thì người ta sẽ đưa vào sản xuất cái lắp ráp vào xe. Đây các bạn có thể nhìn thấy xe màu trắng. Xe màu trắng tư nhân một chủ đầu các bạn nhé. Đây. Smart key đây. Nói chung là về cơ bản thì chúng tôi cam kết cho các bạn có 4 yếu tố, trong đó có xe không bị tai nạn, xe không bị ngập nước, xe không bị tháo cổ máy, và xe giấy tờ an ninh an toàn để đảm bảo cho các bạn sang tên đổi chủ, không bị phạt nguội. Đây, lốp này cũng tuần thứ 50. Toàn bộ 4 lốp thì vẫn còn nguyên các bạn nhé. Lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra cho các bạn cái lốp sơ cua. Đây các bạn nhìn thấy đây. Xe này phun dầu Santa Fe 30F-15274. Đây các bạn này, nhìn này, phun dầu 4WD. 4WD là gì? 4WD tức là 4-wheel driver, tức là máy, tức là hai cầu chủ động. Còn CRDI tức là Combrain Diesel Injection, tức là phun dầu. Đấy, máy dầu các bạn nhá. Phun dầu. Xe được trang bị camera lùi này. Xe được trang bị camera lùi này. Đấy, camera lùi. Đấy. Cái bản phun dầu này thì nó có cái chức năng mở cửa điện. Chức năng mở cửa điện các bạn nhé. Chức năng mở cửa điện. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy. Mở cốp hậu bằng điện. Đấy, chức năng mở cốp hậu bằng điện. Rất là tiện đúng không ạ? Thời điểm đó thì có 4 loại máy, 4 loại xe Santa Fe, trong đó có 2 bản phun dầu. Xin lỗi các bạn, 2 bản phun và 2 bản thiếu. Tức là máy xăng và máy dầu. Máy xăng này có 2 bản, là máy bản full và bản thiếu. Còn máy dầu có 2 bản, bản full và bản thiếu. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái cốp sau cũng khá là rộng rãi. Đấy, xe 7 chỗ nha các bạn nhé. Đây. Còn dầu điều hòa bên sau đây. Chúng ta có thể kéo lên này. Rồi, hơi xa một chút. Đấy, tôi sẽ gạt lên. Đây chúng ta sẽ vào không gian khoang nội thất. Đây, xe Smart Key nhé. Đây, gương chiếu hậu auto tự động này. Chế độ đây. Rồi, ghế trước chỉnh điện 10 hướng này. Các bạn nhìn này. Vô lăng 3 chấu này. Đó, vô lăng này. Rồi, gần như cũng xe đi được chưa hết một vòng đầy lốp. Nên khoảng tầm 7 vạn các bạn nhé. Phanh tay điện tử này. Phanh tay điện tử này. Auto hold này. Đấy. Rồi. Chúng ta có hộp số tự động này, một vài những tiện ích khác như engine start stop này, điều hòa này, chế độ điều hòa tự động này. Trên này có gạt mưa tự động này, chúng ta có cái gương chiếu động tự động chiếu chói. Chúng ta có thể phân biệt giữa cái bản full và bản thường, đó là gì? Bản full, bản thường thì nó chưa có cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama, nhưng bản full thì đã có cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn nhé. Panorama. Xe này chúng tôi đang chào bán với cái giá là rất là rẻ. Nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì gọi điện theo số điện thoại 0939063333 để chúng tôi có thể phục vụ các bạn là những cái mẫu xe trước Tết. Và đây là một trong những cái mẫu xe mà chúng tôi đang chào bán tại thị trường Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể đưa những cái video sớm nhất dành cho các bạn, và các bạn có thể sở hữu được những cái giá là tốt nhất
thay mặt những người làm chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.